Lên đây thì nói chung là mình đi tìm nửa yêu thương, chứ không phải mà mình đi tìm mà cái cũ của người ta. Nói thẳng ra mình tìm nửa yêu thương mình thôi. Giá tỷ anh đó khá một chút thì mình đỡ một chút, còn anh đó hơn nghèo một chút thì 200 la mắng. Chứ đâu bắt buộc người đó phải nhà lầu xe hơi lên đây mà ấy ăn được của người ta đâu, chị không thích. Giá tỷ anh đó khá có của một chút thì chị ok. À, anh đó hơn nghèo hơn mình chứ xíu thì 200 la mắng. Chứ chị cũng đòi hỏi cao lắm. Những anh, những chú mà xem video này á, mà cảm thấy phù hợp với mình á, mà điều kiện cũng không được thuận lợi lắm, mà muốn về ở chung với mình á, thì chị có đồng ý không? Không. Tại vì sao? Mình lấy người đó phải có nhà, phải không? Chứ bây giờ mình lấy người đó mà nhà khi mình để, phải để cho con mình, hiểu không? Để rồi cho con. Khi sau này mà mình có bước thêm bước nữa, đi tới đâu, đi theo người nào đó là mình phải để. Cảm ơn toàn thể quý vị khán giả và các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay câu chuyện cũng rất là thú vị, độc đáo, một chị gái rất xinh đẹp, hiền, dễ thương, đang sinh sống tại một nhà một mình tại thành phố Hồ Chí Minh, lên tìm một nửa yêu thương của mình. Với điều kiện của chị đưa ra cũng rất là dễ, sao cũng được, hiền, già cũng được, nghèo cũng được. Nếu hợp tình hợp ý thì về tại căn nhà tại thành phố Hồ Chí Minh cùng chung sống. Thì câu chuyện nó như thế nào, một kính mời cô chú anh chị theo dõi hết câu chuyện để biết thêm thông tin trước khi bước vào câu chuyện ngày hôm nay. Mấy anh em cũng xin nhắn gửi toàn thể quý vị khán giả, nếu ai gặp hoàn cảnh khó khăn, ai muốn tìm kiếm dỡ bỏ đi, ai muốn kết nối tình duyên, hãy liên lạc qua số điện thoại trên màn hình, mấy anh em sẽ giúp đỡ một cách nhiệt tình và miễn phí. Rồi, thay mặt mười mấy anh em ở đây chào chị. Trước hết chị cho biết chị tên gì, bao nhiêu tuổi? Chị tên Phan Thị Đậu, năm nay chị sinh 1968, năm nay là 57 tuổi. Em Huy Hùng có báo nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chị Đậu 57 tuổi, Bà Điểm Hóc Môn. Mình đang Bà Điểm Hóc Môn. Mình đang ở đó một mình ha, ở với con. Tại vì con là có vợ nhưng mà chưa có cưới, tính qua vài tháng nữa cưới. Tụi nó cũng ở riêng, rồi nó sống với nhau, rồi nó sống chung. Chị ở riêng luôn? Ở riêng. Không có sống chung với con? Không, chừng nào mà mình... Mình một nhà luôn. Trời ơi, đẹp. Mà chừng nào mà mình đi theo chồng á thì con cho lại nhà con. Thế hôm nay lên đây thì chị muốn tìm kiếm một nửa yêu thương như thế nào? Kiếm một anh như là thật tình, phải có tâm chứ không có tầm. Cái tâm tốt là được, ok. Biết ăn chay. Chị có cần một người giàu có, tài giỏi không? Hay là chỉ cần một người bình thường, đạo đức thôi? Người đạo đức bình thường, giả tỷ như anh đó, giả tỷ như cuộc sống hai vợ chồng mà sống bình dân là ok. Còn bây giờ nhà chị là tại Hóc Môn luôn. Nhà mình một nhà. Thế bây giờ mà những anh, những chú mà xem video này á, mà cảm thấy phù hợp với mình á, mà điều kiện cũng không được thuận lợi lắm, mà muốn về ở chung với mình á, thì chị có đồng ý không? Không. Tại vì sao? Mình lấy người đó phải có nhà, phải không? Chứ bây giờ mình lấy người đó mà nhà khi mình để, phải để cho con mình, hiểu không? Để cho con. Khi sau này mà mình có bước thêm bước nữa, đi tới đâu, đi theo người nào đó là mình phải để. Rồi thế hôm nay chị lên đây thì con chị có đồng ý không? Có trao đổi với con chưa? Rồi con chị nó đồng ý nên chị mới lên tới đây. Dạ. Và bây giờ anh nào là chị muốn anh nào hiền lành nhưng mà không về ở chung với chị được. Tại sao vậy? Bởi vì biết sao, nhà đó sau này mình cho con mình có gia đình là phải cho nó, chứ để giờ là anh đi đường tìm hiểu bạn gái nó là anh ở chỗ bên Hóc Môn. Mình thấy sau này nhà cửa đó là chị cho con chị. Nếu vậy bây giờ anh nào mà không có nhà là có đến được với chị không? Tại vì biết sao, ảnh không có nhà rồi sao được. Không nhà có nhà không đến chợ được không? Không. Ở chợ nậu hai vợ chồng, nếu làm đâu đủ sống lấy tiền đâu ở chợ. Nó vậy thôi. Là điều kiện chị đưa ra là phải có nhà cửa. Phải có nhà. Đó là phải có nhà. Nhà được không? Hay là nhà bình thường? Nhà bình thường thôi, nhà lớn nhà nhỏ thì cũng có cái nhà chưa ra chưa vô. Thế chị chia sẻ chút xíu về bản thân của mình nào. Chị hả? Chị thì hòa đồng, vui vẻ, ăn ngay nói thẳng, ăn thiệt nói thiệt, chứ không có mà xảo trá là chị không thích. Đúng rồi. Ăn phải nói thẳng, ăn ngay nói thẳng, có nó có, không nó không. Chứ không phải lên trên đây mà mình nó có không, không có là chị không chịu. Người chồng cũng vậy, nếu mà gặp người đó cũng phải thiệt tình, phải có tâm, ăn chay, tháng hai ngày cũng được nữa chứ không cần nhiều.
phải có biết thương yêu vợ con mà, chứ không phải về đó mà này kia nọ là chuyện chị. Rồi cái tính cách mà chị sao, chị có hay nóng tính giận dỗi gì không? Chị nóng tính á. Kỹ tính không? Nóng tính mà cũng kỹ, như là nhà cửa phải sạch sẽ, chị gọn gàng sạch sẽ. Chị nóng tính nhưng mà nóng đó thiệt, rồi xong là chị nguội. Chứ chị cũng có mà nóng mà để dai thù dai. Nhưng mà bây giờ ví dụ như mà anh nào anh yêu thương mình thật lòng luôn, đạo đức, hiền lành, hợp luôn, nhưng mà mỗi tội là anh làm việc đang khó khăn, đang ở trọ, thì liệu chị có sẵn sàng, chị suy nghĩ lại, chị chấp nhận cái tình cảm đó không? Thì đó để coi sao. Đó để coi sao. Chứ nhiều khi mình nói người ta thương mình nhiều khi cái tình duyên đến, người đó thương mình thương người đó rồi sao? Đó. Là yêu cầu phải đưa ra có cái nhà thì nó cũng... nói chung nó cũng mang hai luồng ý kiến trái chiều. Chứ giờ biết sao giờ. Lên đây thì nói chung là mình đi tìm nửa yêu thương, chứ không phải mà mình đi tìm mà cái cũ của người ta. Nói thẳng ra mình tìm nửa yêu thương mình thôi. Giả tỷ anh đó khá một chút thì mình đỡ một chút, còn anh đó hơn nghèo một chút thì hai chồng làm ăn. Chứ đâu bắt buộc người đó phải nhà lầu xe hơi lên đây mà ấy ăn được của người ta đâu, chị không thích. Vậy thì anh đó khá, có của một chút thì chị ok. Anh đó hơi nghèo hơn mình chút xíu thì 200 làm ăn. Chứ chị cũng đòi hỏi cao lắm. Có nhà là được. Có nhà thì tại vì biết sao không? Khi mình chui ra chui vô, mình đi làm gì thì có cái nhà hai chồng sống với nhau. Còn giờ không có nhà thì cơm áo gạo tiền, ăn uống này, có tiền nhà trọ, phải rầu lo suy nghĩ. Phải có cái nhà như nó cũng khỏe. Chui ra chui vô, lớn nhỏ thì không cần vấn đề. Đó, cuộc sống mà. Thế hồi đó mình tại sao lại chia tay với chồng? Ông xã thì nó nào ngay làm như tới đó là duyên nợ đã hết. Nên mình chia tay nay cũng 20 mấy năm. 20 lúc 20. Hồi nãy chị nói là chị đang làm công việc gì ấy nhỉ? Công việc giống như là ship hàng thời trang cho công ty. Như chị đi ship hàng lên cho công ty người ta bán trên mạng á. Ship quần áo. Lương mình ổn định không? 6,5 triệu một tháng. Vậy cũng được. Chúng có nhà cửa rồi, cũng công việc ổn định là được rồi. Nếu mà chị sống mình chị là chị Dương. Chị thích tính cách đàn ông như thế nào nè, là hợp với chị? Như anh đó cũng đừng có nhậu là ok. Nhậu thì phải đàn ông phải có nhậu nhẹ chút đỉnh. Thuốc thì thích, thuốc cũng thích cũng được, không có sao. Tại vì đàn ông mà rượu thuốc là người ta phải nhiều khi vui buồn hai cái đó. Mình không có phải bắt buộc phải gì sống với mình phải bỏ hết, không có. Nhưng mà hiền, vui vẻ, hòa đồng, chào hỏi bà con chồng sớm đồ này kia là ok. Chứ không phải gặp ai mà cứ người ta hỏi cái thích thì muốn trả lời, còn thích thì không trả lời là chị cũng chịu. Tại vì gặp ông xã chị rồi, ông xã trước á, ông ít, không gặp, không có chào hỏi. Là chị tính ra mấy ông xã? Một ông đầu tiên rồi. Ông sao này hả? Ông nào nữa? Có một ông thôi hả? Rồi từ hồi chia tay là không có tìm hiểu thêm anh nào nữa hết. Tìm hiểu mà em cứ nghĩ đi, bây giờ chị mình đi tìm hiểu cái người đó đi ra đường lúc nào người ta cũng nói anh thôi vợ, anh bỏ vợ. Thấy không? Ok, mình nhào vô đi vài bữa vợ người ta quýnh ghen hồi nào cũng hay. Từ chỗ đó chị sợ. Càng ha, đó rồi. Sợ lắm. Lên chương trình là chắc anh ha. Trên kênh này cho tỉnh như anh nào thấy mà thích thì cứ tìm hiểu. Thế chị coi giới hạn độ tuổi bao nhiêu tới bao nhiêu không? 65 đổ xuống. 65 trở xuống. 70 không được. Lớn tuổi quá rồi. Dạ. 65 đổ xuống là lớn hơn chị còn tầm cũng gần 10 tuổi rồi đó. 9-10 tuổi rồi đó. Tại vì chị năm nay 57. Dạ. Mà 65 đổ xuống là cũng 57 mà so với cái độ tuổi đó thì chị cũng nhìn khá trẻ. Nó thiệt rất trẻ đấy. Chị năm 7 tuổi, sinh năm 1968. Yeah. Tuổi thân á. Giờ nếu mà anh nào tuổi tí cũng ok, là hạt chứ. Nhưng mà mình nói mình hơi nóng tính vậy thì liệu mà về mình có nạt nộ với anh không? Không, nóng tính nói chứ nóng chứ chị cũng kiềm chế chứ. Mình nóng tính là nóng qua nói đại một câu hai câu nha. Rồi xong rồi thôi à, chứ chị cũng có mà để bụng. Yeah. Bây giờ ví dụ như mà một anh nào mà xe ôm phù hộ, nhưng mà mấy anh ấy có nhà, đến với chị có được không? Thì cũng được. Được luôn. Không ngại siêu. Mà cái quan trọng á là có lo cho chị được hay không. Lo là lo làm sao? Kiểu như là làm ăn á là mà có bắp bên hay là không á. Thợ hồ là bắp bên nha.
cầm bay thì còn tiền, gác bay hết tiền, tại vì chị làm hồ đấy 4 năm mà. Nhưng mà ý là bây giờ mình ai cũng lớn tuổi rồi, nếu mà về bên nhau thì thật sự gọi là nương tựa vào nhau mà sống, chia sẻ những buồn vui nỗi buồn. Chứ mà chị nói câu lo là em thấy lo cho chị được không? Có nghĩa là nó như thế nào chị có giải thích chút xíu. Lo là lo như vậy. Bây giờ nè, chị nói câu đơn giản, thường giờ là giả tỷ như anh đó làm ngày 500 đi, nếu mà anh làm tròn tháng là được 15 triệu. Nếu mà anh có nhà đi, nếu mình ăn gói ghém 5 triệu, 6 triệu rồi đi, thì gói ghém của anh, nếu mà về bên đây giả tỷ mình theo người ta là ở là phải, nhiều khi có công việc là chị làm, không có công việc sao chị làm. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Đó, theo anh ở giờ có tiền, giờ bắt đầu tiền thì dư ra chị là dư rồi đó ngang. Nếu 15 triệu lận tháng là chị dư tầm 7-8 triệu ngang, chứ phải ít đâu. 7-8 triệu đó dành khi đau khi bệnh, mà tới chừng mà khi đau khi bệnh mà mấy tháng rồi anh không làm thì phải lấy số tiền này ra ăn rồi. Hả? Chị tính kỹ. Đúng không? Tính kỹ ghê. Thôi, thất nghiệp mấy tháng trời mà không làm nữa là phải lấy số tiền này ăn rồi. Là hết rồi, khi đau khi bệnh nằm vô đâu. Còn cái anh nào là điều kiện kinh tế là phải cứng. Chung. Yếu là không được. Phải có ok đàn. Okay, thì chị cứ chia sẻ vậy thẳng thắn để khỏi mất thời gian của mấy anh. Đúng rồi, tôi nói, chị nói thẳng thắn à, ăn ngay nói thẳng mà. Chị ăn ngay nói thẳng chứ chuyện quá mà vòng vo mình nói có nó không, không nó có là chị. Ví dụ như mấy anh nào mà điều kiện chưa cứng lắm thì khỏi, nhưng lại chị cho khỏi mất thời gian. Đúng rồi. Chị cũng thẳng thắn ha, vui. Thì anh nào thì nhắm thấy thì được, ok thì mình cứ ấy thôi. Chứ lên đây đã kiếm một nửa yêu thương mà. Nhưng mà ví dụ giờ cái anh đó đi, anh không có nhà nhưng mà anh làm dành dụm cũng một số tiền lớn được, ví dụ mấy trăm triệu đi, thì bây giờ muốn nhà trọ thì ở hay cực về nhà chị sống được không? Cái cùng cái số tiền đó hai chồng cùng làm. Tại vì chị còn con chị đó, khi mà đã chị lên đây là đã nói mẹ cứ đi. Chị nói đầu khi nếu mà mày gặp được ai nhà này mày phải cho con, vợ chồng con sống. Nó khi sau này cũng có con có cháu. Nói chung người buồn theo lái, gái theo chồng. Đó là nói như em đó là đúng, ok. Lấy chồng theo chồng ha. Lấy chồng theo chồng, nhưng mà chồng như thế nào cũng được thì nó dễ hơn. Còn điều kiện của chị là chồng phải có nhà và có điều kiện chút xíu. Thì nó cũng hơi khó, hơi căng cái đó. Thì điều kiện cũng như điều kiện chút xíu, cũng như là mình sợ công việc đó, không có mình để mình làm, hiểu không? Nhưng khi mình đi theo chồng, giả tỷ như đây gì với Bến Tre hay gì Long An hay là gì Cần Đước hay gì Cần Thơ gì đó, giả tỷ như mấy anh đó có vườn tược thì mình theo mình phụ thì được, còn như công việc thì cũng đâu có. Rồi bây giờ nếu anh nào có vườn tược nha, ở dưới quê, nhà thì nhà bình thường thôi, nhưng mà có đất có vườn ở dưới quê, nhưng mà thu nhập thì một tháng dao động ở dưới quê thì nó chỉ khoảng tầm 5-7 triệu thôi chứ không có nhiều, thì chị có đồng ý không? Dạ cũng được. Được luôn. Thì cũng được. Thì đó như đi tới mình tìm hiểu được thì mình hợp thì mình tiến tới, còn hợp thì thôi. Nhưng mà 5-6 triệu là 5-6 triệu mà chị về quê sống cùng anh là chỉ đủ ăn thôi nhá. Thì đủ ăn cũng được. Không có đủ tiền mua vàng đâu à? Rồi. Hôm nay chị lên đây thì chị vui không? Thì đi cũng vui. Lên đây cũng gặp mấy bà bạn mới cũng vui. Bà bạn mới. Chị thấy ở ngoài kia bây giờ là còn mấy chục người đó đang chờ ở kia kìa. Thì đó gặp mấy người cũng chị vui. Là hay là sáng chị đi sớm ha? Thì chị 6 giờ chị đi rồi. À, bây giờ ngoài kia kìa. Mấy chục cô chú anh chị đang ngồi chờ, chắc hôm nay tụi em phải làm phải đến 3 giờ chiều là ít. 3 giờ chiều á. Bán vậy chị mới tranh thủ chị đi sớm ăn gì để em chờ cũng nắng. Đúng rồi, ngoài kia thì thấy không? Nắng. Mấy chục người ngoài kia kìa. Thôi cố gắng thôi, tại vì đầu năm cô chú anh chị cũng có nhu cầu tìm kiếm nửa yêu thương nhiều. Thì như ra Đồng Nai cũng được, như Đồng Nai cũng thấy có mấy anh nào mãi được. Dạ rồi, thì hôm nay trước khi kết thúc thì chị có lời nào muốn nhắn gửi tới các anh, các chú trong ngày hôm nay không? Nếu mà ai mà có thích em thì cứ xin số, mình điện thoại cho nhau rồi mình tìm hiểu. Được thì mình tiến tới, còn được mình làm bạn bè có gì đâu. Rồi hôm nay chị có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên không gian mạng và các nền tảng mạng khác nhau và cam kết là không bao giờ gỡ xuống, chị đồng ý không? Ok. Rồi cảm ơn chị nhé. Rồi xin chúc chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Đặc biệt
sớm tìm được một nửa yêu thương theo đúng cái tâm nguyện của mình. Dạ. Là anh nào phải có nhà, thu nhập ổn định thì về với đội của chị. Ừ. Còn nếu không thì chúng ta chỉ là bạn. Bạn cũng được. Ok. Bạn vui buồn nhiều khi mình. Rồi xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn, và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Đó, chào chị nha. Dạ. Rồi, chị đi ra ngoài này cho ta nhìn này. Quá tải luôn rồi đó. Cái này. Dạ rồi. Quá tải luôn rồi. Hôm nay là một ngày sáng chủ nhật. Đó. Dạ, đi xe về. Hôm nay là một ngày sáng chủ nhật. Chị tháo ra cái mic này ra bàn giùm em với. Đây, mở cửa ra cho mọi người xem này. Đó. Cô. Đó, mọi người thấy không? Đông không? Đó, cô chú anh chị mà muốn kết nối yêu thương thì cứ liên hệ với anh em qua chương trình nhá, rất là đông, quá trời mấy chục người tiếp tục vô nữa kìa. Hôm nay anh em mình chắc có sẽ làm tới 3 giờ chiều mới xong. Thì thôi, tất cả mọi vất vả thì anh em mình đều vượt qua, cố gắng giúp đỡ mọi người tìm hạnh phúc là tốt rồi. Rồi xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả và xin kính chào. Uống sao? Cô uống tốt lắm, đỡ được 80%. Ồ, vậy là quá tốt rồi cô ơi, chúc mừng cô. Ừ. Thế trước khi cô uống là cái tình trạng của cô nó như thế nào? Bà Đà Thị Đông đấy, ôi dồi, hai hông nó đau này, rồi xương sống nó đau, trên dưới đau lắm. Dạ, rồi cô thế uống vào cô rồi cô uống thế nào nghe thấy trên tivi ấy, thế là cô mua hai chai thế này về uống, đỡ lắm. Không, thế 10 phần thì cô bớt được mấy phần rồi? Thế 8 phần. Dạ, thế hôm trước là cô đau nhức xương khớp ở chỗ bên hông, ở bên thắt lưng hả? Ồ, thắt lưng này, xương sống này, rồi hai cái xương cột đít à, đau lắm, không ngồi được cái mà. Bây giờ cô ngồi được chưa? Ôi, bây giờ vô tư rồi, giờ không đau nữa, chỉ là gọi là tuổi già cái còn một tí thôi. Dạ. Chứ không. Thế thì cô không, uống được không, mấy không chai? 80%. Cô uống được mấy chai thì nó bớt? Hai chai. Uống hai chai là nó bớt rồi hả? Ồ, hai chai là bảo đảm tốt lắm. Vậy là quá tốt rồi, chúc mừng cô nhá. Ừ. Hy vọng năm mới uống cho nó khỏi hẳn đi cô nhá. Ờ, cô ở Hải Dương mà. Dạ rồi. Thì hôm nay cô có lấy thêm không? Ừ, cô còn để cho về em hỏi em đi, em có thì cô lấy thêm hai chai nữa mà chờ em về á. Dạ dạ rồi, ok cô, về năm mới con chúc cô mạnh khỏe nhá. Ừ. Dạ rồi, cô uống tốt, cô giới thiệu cho con nhá. Ừ, cứ quảng cáo đi là cô khỏi lắm thì dạ. Đạt 8% bây giờ. Đây là tốt rồi. Vô tư rồi. Dạ dạ rồi, chúc mừng cô, vậy là quá tốt nhá. Ừ. Rồi con chào cô. Ừ. Yeah.